Việt Nam với Trung Quốc vòng loại World Cup 2022, 20.000 khán giả được vào sân Mỹ Đình cổ vũ. Ngày 13 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc bán vé cho 20.000 cổ động viên vào sân Mỹ Đình ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ diễn ra ngày 1 tháng 2 năm 2022, đúng dịp tối mùng 1 Tết Nguyên đán. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ban ngành liên quan đề nghị mở cửa trận đấu với khán giả. Cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất sân Mỹ Đình sẽ đón 50% cổ động viên, tương đương với 20.000 người. Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố làm đầu mối, phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai công tác tổ chức trận đấu. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ đạo các đơn vị liên quan và VFF chủ động phối hợp với các cơ quan của thành phố Hà Nội để tổ chức trận đấu an toàn, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho hai lượt trận đấu với Australia và Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội và có buổi tập đầu tiên vào hôm nay. Đợt này, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng 3 cầu thủ gồm Tiến Linh và toàn Hoàng Đức vì mắc COVID-19. Huấn viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung hai cầu thủ là Phi Sơn và Ngân Văn Đại.